Xin chào quý vị và các bạn, chúng ta sẽ trở lại với Nightwalk V-League 1 2023. Guồng quay của Nightwalk V-League 1 2023 ngày hôm nay sẽ tiếp tục hối hả trên sân vận động Thiên Trường trong trận đấu thứ hai tại vòng đấu thứ 6, sẽ là cuộc đối đầu giữa đội chủ nhà Thép Xanh Nam Định và những vị khách câu lạc bộ Sông Lam Nghệ An. Và lúc này thì cả Thép Xanh Nam Định và Sông Lam Nghệ An ở vòng đấu trước đều đã có những trận đấu kết thúc với tỷ số hòa, và đó là những kết quả mà họ không mong đợi một chút nào cả. Lên bóng dành cho đội chủ nhà, sút bóng không vào. Bóng vẫn trong chân các cầu thủ Thép Xanh Nam Định. Samuel Namani làm tường sang phía bên phải cho Henrio, vẫn là Henrio xử lý bóng rất điềm tĩnh. Cơ hội dứt điểm không vào. Một cơ hội 10-10 vừa được Henrio đặt vào chân của Trọng Đại. Rất nhiều những dấu hỏi đã được gửi đến Trọng Đại sau tình huống này. Tuyệt vời Henrio, pha quạt bóng và đưa bóng vào trong loại bỏ hoàn toàn hàng phòng ngự của Sông Lam Nghệ An. Nhưng sau cùng thì Trọng Đại đã sút bóng đập vào người của Văn Hoàng ra ngoài. Xuân Tân đã không thể đi được vào trong. Henrio, bóng lại phải qua chân của Henrio. Lòng trong chân trái, vẫn là các cầu thủ áo trắng. Thép Xanh Nam Định cũng đã có được những cơ hội nguy hiểm. Đáng chú ý nhất là tình huống 1-1 của Trọng Đại. Pha quạt bóng tốt của Xuân Tiến, dứt điểm kỹ thuật, không vào. Lại là Nguyễn Mạnh, lại là Nguyễn Mạnh cứu thua cho Thép Xanh Nam Định. Khi đó thì Khắc Ngọc hoặc là Henrio sẽ dạt sang trái. Đứng lùi sâu của Henrio, Khắc Ngọc phối hợp với Nguyễn Phong Hồng Duy. Đây là điều chúng ta vừa nói tới. Đáng tiếc là Nguyễn Phong Hồng Duy lại không thể chuyền bóng cho Henrio. Cơ hội cho các cầu thủ Thép Xanh Nam Định. Samuel Namani, goal! 1-0 cho Thép Xanh Nam Định. Các cầu thủ áo trắng đã chớp cơ hội rất tốt. Ở phút thứ 36 của trận đấu, cầu thủ mang áo số 7 Nguyễn Phong Hồng Duy ghi bàn thắng mở tỷ số trận đấu. Tỷ số hiện tại Thép Xanh Nam Định 1, Sông Lam Nghệ An 0. Tận dụng những tình huống nhỏ nhất, những cơ hội nhỏ nhất đến từ sai lầm của hệ thống phòng ngự bên phía Sông Lam Nghệ An. Và bây giờ thì Thép Xanh Nam Định đã có được lợi thế dẫn trước. Xuân Tiến đánh đầu không vào. Tuyệt vời Nguyễn Mạnh, tuyệt vời Nguyễn Mạnh, anh một lần nữa cứu thua cho Thép Xanh Nam Định. Và cũng là một phen hú vía cho các cổ động viên có mặt trên sân vận động Thiên Trường, cũng như là những người đang cổ vũ cho Thép Xanh Nam Định. Cú đánh đầu đập đất của Soladio, chỉ cần bóng bay chạch ra một chút thôi thì hoàn toàn có thể sẽ là bàn thắng cho Sông Lam Nghệ An. Trận đấu tại cúp quốc gia đã vượt qua được Hải Phòng trong chiến trận 11m. Henrio dứt điểm kỹ thuật không được. Hết giờ. Và như vậy là Thép Xanh Nam Định đã có được chiến thắng 1-0 trong trận đấu tại vòng 6 của Nightwalk V-League 1 2023 trước Sông Lam Nghệ An. Trải nghiệm thế giới thể thao không giới hạn cùng FPT Play.